Nha nha nha, cả nhà có chó không anh trai? Trời, anh khỉ farm cái gì vậy? Bây giờ bắn nhậu khỉ hay là bắn cái bùi xanh nè? Tất nhiên là mình sẽ chọn bắn nhậu khỉ rồi. Trời ơi luôn á anh khỉ ơi, đưa bạn mặt bắn vài cái rồi nè. Bắn nè, bắn liên liệu đĩa nè. Hát sọt bự ơ. Và thế là cái chén cơm đầu đã thuộc về cho La Di Lé, chưa chịu dừng lại đây. Ôi một cái tịch đã nắm đầu được hai thanh niên bên kia. La Di Lé thấy vậy, bắn vô, bắt đầu nè, bắn nè, thôi nè, cho lành bà con ơi, trời ơi luôn á. Thấy ghê vậy mấy cha mấy má. Trời ơi con na ta lý à kìa. Nó trời có cái chiêu một thôi mà mất quá trời quá đất máu của em rồi. Hồi nãy mà ăn trúng cái chiêu hai nữa là bây giờ là em ải trẻ rồi đó bà con. Ôi ui, cái ghê quá à. Mà trận này mà nói đầu đi lại cái len này nữa, nó đi sụp bọt nữa bà con. Ôi ôi, sơ hở cái là nó chậu chiêu một cái là tới công chuyện đó nha bà con. Bởi vì bà con biết rồi, cái chiêu một và cái chiêu hai của con đó nó tập tờ đậu bắp nó tố một cái thiệt chứ. Hên là có cái đỡ của cái chiêu hai của con La Di Né nãy bật lên có cái khiên đó bà con. Theo như mình nhớ không lầm thì cái chiêu hai của con La Di Lé này, mỗi khi mà bà con bật lên, cái thứ nhất bà con sẽ được tăng tốc độ chuyển ha. Cái thứ hai bà con sẽ được một cái lần gọi là miễn khống chế. Cái thứ ba thì ghê không, cái thứ ba là nó sẽ được thêm cái gì nè, miễn một lần đam nữa các bạn. Mà mình không nhớ là đam phép hay là đam vật lý nha, mình không nhớ các bạn, nói thiệt á. Hay là nó đỡ được cả hai luôn ta. Tại vì á, có một cái vị tướng mà nó cũng cùng cha các ông nậu với lại con La Di Lé về cái chiêu hai đó, chính là ai bà con biết không? Joker, đúng không bà con? Khi mà Joker bật cái chiêu gì lên đó là cũng được mời miễn cái lần đam đó, mà gọi là đam công vật lý đó bà con. Còn con La Di Lé này mình không biết, mình nói không phải là không biết mà là mình không nhớ các bạn. Thế cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Và đó là cái chiêu hai của cái vị tướng La Di Lé này, một cái vị tướng mà ra mắt lâu rồi, chẳng qua là giờ nói lại cho vui thôi, nói kiểu như tướng mới vậy ha. Thì chúng ta bỏ chuyện đó qua một bên đi nè. U là trời, sắp có một vụ quánh ghen cả Long thần trưởng thầy của vực này. Mấy thằng bên kia đang nhìn điểu mấy thằng bên này, mấy thằng bên này đang đánh gồng, mấy thằng bên kia lại đứng nhìn điểu con rồng. Và bây giờ mấy thằng bên này nó lụm tôi con rồng rồi. Và bây giờ lên rồi qua chạy xét tương. Ây da, ba thằng con quánh em bà con của bác ơi. Cứu em anh Nhắc. Đúng rồi, hay quá anh Nhắc ơi, lụm nó, đúng rồi con đã tới ra nè. Vứt bỏ mẹ nó đi. Ây da, trời đất ơi, đậu bắp nó. Mẹ nó chơi vương đông kích tây, mấy cha mấy mẹ ơi. Nó quánh thằng Nhắc. Nó nhìn điểu thằng Nhắc nhưng mà nó để xì kêu vô cái bản mặt của em. Trời ơi, đậu bắp nó thiệt chứ nó tố, chiêu hai nó đẩy thêm cái chiêu một nữa. Cắm đầu gì tới đàn luôn. Mà công nhận đa tay với nhà đa bự điển bà con ơi. Nó mà chỉ cần lên le giờ hai rồi ha. Ôi ôi, nó áp lực lắm các bạn. Đừng đứng gần nó nha, đứng gần nó chậu chiêu hai chúng nó choáng, nó chậu chiêu một nó tố chiêu một nữa là tới một chuyện luôn. Chứ đừng nói chi mà nó xịt cái chiêu cuối nha bà con. Thấy ghê quá trời đi. Thôi bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện đó qua bên đi nè. Hồi nãy giờ chơi game chưa có chào bà con nha. Hello, chào xin tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì chú thím ha, đã ghé xem cái kênh YouTube Funny Ghém Mình Thì Gì của em nha. Ở thì bà con có biết đây là cái gì tôi kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đây có nhu cầu mua ạ, hãy ghé thử shopfunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ặt vừa ghẻ lại vừa ngon, đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua một tặng một và tính tiền hai nha. Cái vị tướng này thì ai cũng biết rồi, chỉ là cái skin, cái trang phục này của nó thì có nhiều bạn là chưa biết là tên gì thôi. Điển hình như mình đang chơi thôi chứ mình cũng không biết nó là cái gọi là cái trang phục tên là gì nữa đó bà con. Bởi vì mình đã mua đâu, mình chơi ké mà bà con. Mình chơi ké, nó thiệt bà con là vậy luôn, không có giấu giếm luôn á. Bởi vì cái in game là nhiễm game Minh TV mà, đúng không nhậu khỉ? Đúng không nè? Đúng việc đi quả tiễn nha mày. Đúng không mà con nè? Đi quả tiễn luôn. Ải trẻ hết luôn rồi. Một pha chui vô hang rồng, đỉnh cướp con tà thần á mày. Ô lộn rồi. Thì thôi nó chết rồi các bạn ơi, thôi bỏ đi ha. Ở thì thật ra mà nói các bạn là mình định mua rồi sau đó quay cái đoạn mà gà gán tặng đó bà con. Nhưng mà cái vô tình đúng không, mình lướt YouTube mình thấy nhiếm nó làm clip gì xì kinh này nè, cái chợt nhớ ra các bạn. Ừ thôi mua chi, một nhắn tin cho nhiếm, nhắn tin chỉ kiểu giả bộ hỏi cho vui thôi, hỏi nhiếm em có xì kinh nata, ủa có xì kinh La Di Lé không mà nói sao nha bà con.
mày giống mấy thằng chọi xì kêu nữa rồi đó. Thời ơi làm vậy, làm gì, đập 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 trồ trồ ơi, mấy này giống như chiêu cuối với lại cái chiêu chùa hay sao á, tờ nó tố ra hoài luôn ha bà con ha, mà tố hụt không à. Cái gì chơi không, giết mày luôn à, trời 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 ơi, trời ơi, đậu bắp nó sập bụi cỏ người ta rồi. Ê da trời ơi, nè xin đi nè, mày xin đi đó nè, xin đi nữa nè, nó thấy em hết máu bắt đầu địa em nữa ha, địa giùm cái luôn á, nè 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 nè, trời ơi hồi nãy làm lần rồi Natalie à, hồi nãy cũng phan vậy đó, nó chọi pha mà hồi nãy thằng nắt đó bà con nhớ không, cái pha mà lúc đầu em chết đó nó cũng y chang vậy đó, mơ đi bự không có đâu hen, quên đi trời. Ừ ơi, nãy nếu em kịp là bỏ mẹ em rồi, lè lử rồi chứ không phải ngồi về đâu ha bà con nghe. Nhưng mà không sao, chúng ta phải để ý là được rồi. Natalia rất là nguy hiểm nha, nó là đầu game hay cuối game. Ê, chú nó không vậy, chú trúng rồi, trời ơi thiệt chứ, một pha bắn đạn thần quang quá ngầu nha bà con nha, mở giao tranh luôn. Thôi quay trở lại vấn đề nãy nha, em giả bộ em nhắn tin cho Nhiễm đó bà con, em hỏi Nhiễm em có xì kinh lai di lé không, nó mà chỉ cần trả lời không một cái thôi là đậu bắp đó em rì bọt nó liền bà con, bị nó ngôn từ nó đã kích em ha bà con ha, em đã thấy trên YouTube bé là nó đã mần rồi, không một cái là rì bọt liền nha Nhiễm nha. Ừ với lại các bạn ơi, không mà nói mất công á, mốt có sự kinh mới nó không cho mượn ngạc đâu. Thôi giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua bên đi nè, tập chun cho vấn đề bắn bỏ mẹ thọt nè nè, mày giống mày chạy nó chạy 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 hả mày, tinh linh bắn nóc ao thọt nè, và bây giờ xuống ăn hôi luôn bạn, không ăn hôi kịp các bạn ơi. Trời ơi 5.1 rồi nha, xanh rồi nha, xanh rồi nha. Ồ con lai di lé này nó rất là nguy hiểm nha các bạn, các bạn đừng nghĩ là hả nó yếu nha các bạn, nó mạnh lắm luôn á, bữa giờ các bạn mà đánh hạng các bạn gặp nó các bạn có sợ không. Ôi ôi nó mà có người support tốt cái nữa, ví dụ như những vị tướng support đi ha, cho lẹ chứ em cũng biết tướng nào support cho con lai di lé ngon nữa bà con, bị gì mấy đó em không có gành nha, nhưng mà để mà con lai di lé nó xanh rồi các bạn, nó cực kỳ khó chịu luôn, bởi vì các bạn mà muốn gọi là găng nó cũng hơi cực á các bạn, bởi vì sao, bởi vì nó có cái chiêu hay như nãy mình đã nói các bạn rồi đó, rồi khi mà nó đã lên được thêm cái cung tè me nữa mà bà con không có cái đao chi hồn hay sách chi hồn thì coi như nó ao mà nhây bà con hết, mình đánh nắt mình bay mình răng nó, mình chỉ cần nhảy hụt cái là nó quất liền bà con, lóc ao liền, trời ơi ghê lắm bà con nha. Đó nó là như vậy, cái vị tướng lai di lé này nè, bạn nào mà đã mơ đi lên con rồng thì mình nghĩ là sau khi xem xong clip này các bạn chưa dùng vị tướng này để leo hạng thì các bạn hãy nên dùng đi nha. Đây chiêu cuối nè, mình cho các bạn coi nha, chỉ cần trúng một cái thôi nè, trúng không đi vô không trung rồi bà con, qua cái map bên kia luôn, chứ hồi nãy mà trúng một cái với cái khoảng cách như vậy hình như là khoảng tầm 3 giây choáng đó các bạn, chiêu cuối của nó các bạn thấy cái lượng choáng ghê không, rất là giờ gọi là thời gian lâu nha các bà con. Nhưng mà Phan mấy này làm gì vậy à, băng trụ phải không? Nè bây giờ lia mấy đàn lính này, thằng nào mà băng trụ vô là trụ bắn bỏ mẹ tụi bay luôn, trời ơi đậu bắp nữa. Ui tóc biến chạy được không ta, tóc biến à, trời tóc biến nè, à trời tóc biến nè, mà nắm quần lại à, quánh quá quánh luôn nè. Mấy này đó bà con nhớ để ý những pha như vậy mà chúng ta học những cái kinh nghiệm đó mà để chúng ta băng trụ nha bà con. Thường thì băng trụ thì có những người là người ta sẽ sao nè, người đầu tiên những bạn thường thì băng trụ thì đầu tiên họ sẽ bay vô người ta quánh địch trước rồi mà sau đó mới đập cái trụ sau, rồi cũng như tính tới những cái đường xung quanh sau. Còn có những bạn như mấy bạn địch vừa rồi đó bà con là cũng băng trụ đó, nhưng đập cái trụ trước rồi đập cái thằng đứng dây trụ sau. Đó thì nãy em nghĩ mấy bạn nói là mấy bạn vô mấy bạn quánh em trước chứ không có quánh trụ phải không, rồi em mới đứng đó. Cái này là em nói thiệt, em đứng đó để mà ví dụ nó quánh em đó thì em bật quả cầu lên là trụ bắn nó muốn chết rồi, thấy không, trong cái lúc mà em quả cầu em bất tử trong vòng 1.5 giây gì đó thì trụ bắn cái là nó knock out rồi đó bà con, thấy em tính tới chén hôm, nhưng mà đầu bắp nó tụi nó không có quánh em, tụi nó quánh ra trụ bể trước em, bất tử xong nó bất tỉnh luôn bà con. Nó thông tin bà con cứ tua lại bà con coi không phải luôn. Với lại á, mình nói cái điều mà vừa rồi thì bà con coi rồi thì thời gian vừa qua bà con chơi game mà bà con lỡ mà có gặp mấy thanh niên mà nó thích băng trụ đó bà con, nó băng trụ gì đam mê đó, thì bà con coi coi có phải là những lúc băng trụ vô vậy là đè quánh bà con trước không, rồi cái trụ nó mới quánh sau, và thường mấy thằng vậy là nó knock out không, nó nằm xả lai. Đó thì nói chung thì mình chơi game mình cũng để ý những cái pha như vậy đó các bạn, để mình bắt chước mình làm theo, rồi ví dụ mình thấy cái nào hay thì mình like share chia sẻ cho bà con luôn. Rồi thời gian qua thì bà con thấy rồi đó, mình làm clip mình ít nói về những vấn đề đó,
Chứ còn mà cái lúc mà mình mới làm YouTuber đó, thường những cái mẹo nào chơi game mà nó cảm thấy là nó ok và giúp mình có thể lên hạng là trong trận đấu mình chia sẻ bà con hết. Bà con công nhận với mình điều này không? Nhưng bà con yên tâm đi, bây giờ mình đang chơi game chung với Nhiếm nhiều lắm. Nhiếm giờ này nó kỹ năng cao lắm, mình hay học hỏi, cũng như là xong trận mình hay hỏi lắm các bạn những cái mẹo để thời gian sắp tới á, mình cơm bách lại cách làm clip như vậy để giúp bà con leo hạng một cách đỡ bị trừ uy tín lại giống như mình nha bà con. Đó, nó là như vậy. Thì mình rất là hy vọng và mong là bà con cô bác sẽ ủng hộ mình tiếp và ủng hộ mình nhiều hơn nữa để cái kênh cũng như là cái clip của mình nhanh chóng được phát triển và ăn đầy sức trở lại nha bà con. Rồi, cho mình gửi lời cảm ơn bà con trước nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung về vấn đề của trận đấu nè. Như bà con đã thấy, ngay tại bây giờ, right now and right here, nhậu khỉ nó đang để đẩy lén kìa. Mà bây giờ anh Nắc đã về rồi, thì không biết là trận đấu nó sẽ kết thúc tại đây luôn hay không. Bởi vì bên đồng địch nó chỉ còn có hai thằng ở đây mà thôi. Nhưng anh Xúc Vật Biển của chúng ta đã bay ra, anh lùa hết rồi. Cho nên là thôi giải tán nha bà con nha. Với lại bây giờ mình đã có cái cung tà ma rồi nha. Và bây giờ thì mình cũng khẳng định với bà con một điều là mình không ngán bố con thằng nào cả trong cái trận đấu này. Nhưng mình không biết là liệu bên kia người ta có ngán mình hay là không các bạn. Mình không ngán người ta đó, nhưng mà mình nghĩ chắc bố con ta cũng ngán mình đâu. Cho nên thôi bớt ảo tưởng lại các bạn ha. Chứ đè quánh mệt lắm á. Với lại Xúc Vật Biển thì kiểu gì mà đâu lên đi đau chi hồn. Giờ ra ngủ nó chơi máy thì đậu bắp chẳng khác gì đưa đầu cho nó đập mà con. Có cung tà ba thì có nha. Coi bớt hổ báo lại, hổ báo mệt lắm á nha bà con. Tại có nhiều bạn lên được cái cung tà ma rồi là sẽ dữ dằn qua chằn lắm, kiểu bú đời luôn bà con. Chứ là thôi nha, được rồi nha, có cung tà ma phải là mạnh nha, phải cẩn thận cái đã. Tầm phút này nó cũng quan trọng lắm rồi. Thua một cái thôi là mất mục tiêu, mà mất mục tiêu một cái là đồng bọn nó chữ, cái chữ nó rùa nó lum tù lưa hết, lỡ đi ba nó ra gì bọt luôn, mệt lắm nha bà con. Ở thì cái cung tà ma nếu chúng ta sử dụng đúng cách thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả luôn các bạn. Đây điển hình như pha này, mở vào chanh nè, bắt đầu nè, bắt đầu kiểu gì nó không lau vô mà quên bật ngu rồi. Ây da, đậu bắp nữa các bạn ơi. Ây ơi, nó dùng đao chi hồn kìa. Trời ơi, đao chi hồn là cái món để khắc chế mấy thằng hút máu và cũng như hồi máu và những cái thằng mà nó lên cái cung tà ma đó bà con. Bị gì á, bà con biết sao không? Đây nè, nó sẽ làm cho bị giảm khả năng đó bà con. Nó hồi máu, máu rồi đó. Ừ, đất ơi, nhưng mà phan nha các bạn. How to sử dụng cung tà ma đúng cách. Hồi nãy có vẻ như là mình hơi vội các bạn. Không phải là hơi vội nữa, là mình quá vội các bạn. Và nói thẳng ra một câu nữa là chơi ngu lấy tiếng đó các bạn nha. Ta nói máu không mất giọt nào hết mà đi bật cái cung chồng lại mày luôn đó chủ ca đây. Ừ á, lúc mà ta nói là đậu bấm cần nó xài á thì nó không xài, nó để nó chưng ha bà con nha. Những lúc mà không cần nó xài thì nó lại bấm quyết đoán vô luôn. Ta nói tay nhanh hơn não là đây chứ đâu ha bà con nha. Nhức nách quá mọi người ơi. Đó thì bà con nhớ rút kinh nghiệm nha, đừng có bắt chước giống em. Tôi cơm bát chưa mới gì hết, mong mới chai gì bật quá, bật cái cung lên kiểu như bật trước để sợ bị ăn đập đó các bạn. Lỡ nó bay sản vô không kiểm soát lượng đam nữa, có nhiều bạn sẽ làm vậy. Nhưng mà thôi nha, khoan nha, những lúc mà nó quánh mình tuột máu đi nửa cây đi, bật lên ao bà nhây nha. Chứ đừng bật sớm quá nha bà con. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ, giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Voi shop của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Mua điện thoại tặng cái bịch. Ở kia, bên đồng địch chỉ còn có 4 thằng thôi. Liệu cái pha này mấy ông cứu nội nó có đếm được hay không? Chắc chắn với bà con một điều, nhậu khỉ nó sanh bệnh với em rồi nè, thêm cao hí được. Lại là ảnh, và lại là những pha bợp tay ấy, và lại là những pha vả thẳng như bản mặt ấy, đầu bắp nó vả vêu mỏm luôn. Ôi ôi, u là trời, anh Trúc Vật Biển ơi, anh cho em có chỗ chơi game đi anh ơi. Với lại nãy các bạn ơi, cách đó không lâu, mình có nói với bà con đừng bực sớm quá, nhưng nhìn vô cơm bát mình lại tay nhanh hơn não nữa rồi bà con ơi. Ủa kỳ đó, kỳ đó. Bà con nhớ rút kinh nghiệm nha, đừng bắt chước giống em nha bà con. Vô dùng cái cung kỳ quá kỳ luôn rồi, đậu bấm nó cái lúc cần thì nó trùng hòa đó các bạn ơi.
Thằng súc vật biển nó bợp tay cũng lẹ quá các bạn. Mình vừa lên là nói thiệt các bạn là mình định quất đầu bắp cái thiệt trên mấy là cái thằng nhậu khỉ luôn. Tại vì mình biết là nó nhùng rồi, nó chạy rồi. Bắt đầu phỏng nó hợp cảm đậu cho lẹ nha bà cưng. Súc vật biển đâu xuất hiện ra nó bợp tay em không trượt phát nào luôn bà cưng. Dạ coi, chuyện gì tới nó cũng tới nha. Ở mà cái khi nào tụi nó ăn tà thần bên đó là cái mình đẩy lén, mình bắt đo được bên đây nguyên luôn ta. Hình như nó đang ăn lửa. Ừ. Natalia ở nhà rồi hả? Chắc là bên kia nó biết á, là kiểu mình nhiễm á, các bạn nó chơi game nó hay bắt đo, nó chui lỗ chó, nó làm trụ đồ á. Bên kia biết kêu về đi bay ơi, nhiễm kêu mình TV hay kiểu bắt đo lắm á bà con ơi, mày quay ơi đồ. Bởi vậy nó phân công thằng lại rồi, chứ nãy là đúng theo lý thuyết nha. Nó on in nó ăn tà thần đó mọi người ơi, mọi người ơi. Nó y mà phan. Bây giờ nhậu khỉ chết phải không? Vậy thì à rồi ok. Mọi người ăn tà thần đi, mình đứng sau lưng, không đứng lên phía trước nha các bạn. Bởi vì sao? Mình ăn tà thần mình AD mà. Mình ăn tà thần ở đây, lỡ mà tụi nó có combat ở ngoài á, mà lỡ mà tay mình chết á, mình còn đường để mình chạy bà con. Nó chứ để không mà mình đứng ngoài rồi, lỡ tụi nó ban cho tụi nó chơi bấy cái rồi có mình đó nó ép vô cái chỗ con tà thần rồi chết trong đó luôn rồi sao bà con. Đó, cho nên là bây giờ AD cuối game, ăn tà thần đứng sau lưng này ăn nó cũng bè đỡ lắm á nha bà con cô bác ơi. Ê, có nào trên đó không? Có nào không? Có ai? Đây ơi! Đúng! Với cái khoảng cách đó thì ba độ mày đôi ca ý ơi. Rồi! Tất kẻ nó bị bao vây! Thằng thọt nè đâu? Rồi xong rồi! Thọt nè nè! Thọt nè nè! Nhậu khỉ đâu? Thằng nhậu khỉ đâu? Con bước ra đây! Nổi chí mạng dữ ha. Này nhân phẩm tốt nè. Ông sao bà con cô bác ơi, thì dù gì bây giờ còn có mình anh khỉ thì ảnh cũng đếm không nổi đâu. Tem em bốn thằng đứng nó bật biến về vậy thôi chứ. Rồi clip của mình đây là kết thúc nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều vì nãy giờ đã dành thời gian quý báu ra xem clip ngộ mình. Hẹn gặp lại bà con ở cái clip tiếp theo. Từ từ game này ông nhà hết cái bài này cái bời quá. Cái hạt liên quân random trị giá 750.000 này mình sẽ tặng tại đây nha bà con. Và cái hạt này á mình mua tại shopfunny.vn. Bà con nhớ kỹ giùm em là shopfunny.vn nha. Còn chấm cái khác thì bà con đừng mua giùm em nha. Và hiện tại thì shopfunny.vn đang khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp nha bà con. Đã vậy còn giảm giá 50% với hạt cực sốc nữa. Thì ghê không nè, chưa hết đâu. Còn một cái điều mà bảo đảm là có nhiều bà con chưa biết về shopfunny.vn của mình. Bây giờ mình sẽ đóng bản thông báo lại nha. Kéo xuống đi xíu, bà con thấy cái chỗ là đây là danh mục đầu tiên phải không? Thì nè, danh mục liên quân, săn quân huy giá rẻ, sự kiện siêu hot. Và đây là cái hoạt động mới của shopfunny.vn của mình nè. Săn sale mỗi ngày, bây giờ mình sẽ ấn cho bà con xem nha. Rồi bà con kéo xuống giùm mình. Thì bên và liên quân mobile phải không? Và tiếp theo là sale nhanh mỗi ngày. Thì ở trong cái mục này á bà con, là mỗi ngày mình giảm giá 70% giá hạt mà mỗi ngày chỉ có từ 5 đến 10 nick thôi nha. Thì bà con hãy vô đây bà con coi thử coi có cái nick nào mà nó ưng với bà con hay không. Bà con đang tìm kiếm. Chẳng hạn như bà con thấy nè, cái hạt nè 1.2 triệu mà giảm còn có 500 nè. Đó, thì bây giờ mình mua thử một hạt tặng bà con nha. Ví dụ như mua này đi, 300.000. Ok, mua ngay. Xác nhận mua. Check thông tin. Tài khoản đang được check. Vui lòng đợi xíu nha bà con, đợi từ 1 đến 7 phút thôi. Rồi sau đó khi mà check xong, nếu như hạt mà sai tài khoản và mật khẩu, shopfunny.vn sẽ hoàn tiền cho bà con ngay. Còn nếu như không sai mật khẩu thì bà con lấy mật khẩu, bà con đổi là cái hạt sẽ thuộc về bà con nha. Đây là cái hạt mua rác vừa rồi, bà con cài đặt đầy đủ thông tin vô thì cái hạt này sẽ thuộc về bà con nha. Cảm ơn bà con vì nãy giờ đã xem clip hộ mình. Hẹn gặp lại bà con ở clip tiếp theo nha.